Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi rất là vui thay anh chị là giáo viên ở dưới An Giang. Đấy, là học viên của khóa có mấy gì? Khóa 04. Đấy, vì sự tin tưởng và yêu quý công ty, hai anh chị cũng là nhà đầu tư bất động sản ở dưới An Giang, nhưng mà qua khóa học 04 của công ty thì với tấm lòng hướng thiện và mong muốn là đóng góp cũng như là hợp tác cùng với công ty để một phần góp vào cái cây đức của công ty để xây những căn nhà tình nghĩa ở khu vực miền Tây Nam Bộ và đặc biệt là trên cả nước, cũng như là thực hiện 1 triệu căn nhà tình nghĩa của công ty Địa ốc Xanh Toàn Cầu, thì hôm nay đã nhiệt tình từ dưới kia lên đây đã mua đất của công ty và bên cạnh đó lại giới thiệu khách hàng của mình ở dưới miền Tây lên đây để mua đất công ty nữa. Cho nên là đại diện ban lãnh đạo công ty thì tôi tặng món quà kỷ niệm của công ty cho hai anh chị, đó là cây bút và cuốn sổ tay ghi chép để làm sao ghi chép thật nhiều khách hàng để có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ những khách hàng trong những cuốn sổ như thế này. Đây xin tặng hai anh chị luôn, mỗi người với anh bút đâu em. Đây. Xin mời anh là khách hàng luôn, tặng luôn anh. Xin mời anh vào đi. Đây. Đây ạ. Đây anh khách hàng. Nào, bút đâu? Đây. Đây. Đây là những món quà nó rất là nhỏ nhỏ, về mặt vật chất thì không đáng là bao nhiêu, nhưng mà thực chất nó là cái tinh thần, nó là cái hình ảnh của công ty. Và bây giờ anh chị có chia sẻ điều gì trên video này nào? Lần đầu tiên á là mình biết đến cộng đồng của bên Địa ốc Xanh Toàn Cầu là qua cái tổ của cô Diệu Vũ. Sau khi mà mình tham gia cái buổi đầu tiên thì mình cảm thấy rất là ấn tượng với chủ tịch và với cái lời phát biểu mà cô chủ tịch, đó là mình, trong lòng mình rất là xúc động. Và hiện giờ khi mà nói đến những cái lời tâm huyết của chủ tịch đối với dân, với nước, với tất cả mọi người đó, thì mình rất là xúc động với cái việc mà là mình xây cái cây đức trước rồi mình mới làm giàu. Bằng cái tấm lòng của mình tin tưởng và mình nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để mà mình phát triển bản thân mình cùng với công ty. Thì hai vợ chồng quyết định là sẽ đi theo đầu tư cùng với sếp, mình cùng mở rộng cho bản thân mình trước rồi sau đó tới cộng đồng. Đó là cái gì mà mình rất là tin tưởng và mình sẽ phát triển cùng với công ty. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị nha.